Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Trong thế giới Winby, nơi cuộc sống hay tạc xem như một ván cờ, mỗi nước đi của kẻ này là nước chết của kẻ khác, thì việc chơi xấu, chơi bẩn, lừa lọc, xảo trá, lợi dụng để đạt được mục đích tham vọng sau cùng là điều xảy ra như cơm bữa. Kể cả ai trong chúng ta cũng đồng ý với việc một tên cướp biển đúng nghĩa thì phải biết sử dụng mưu mô, thủ đoạn tham độc để chiếm lợi thế trong trận chiến, hoàn toàn là điều hiển nhiên. Như lời Sang đã nói với đám sơn tạc ngay trong chapter đầu tiên, bọn tao là hải tặc, đừng có nói đến công bằng hay luật lệ gì đó ở đây. Hải tặc không phải là thánh, cũng không phải hải quân hay anh hùng đại diện cho phe chính nghĩa, nên thứ gọi là công bằng hay quang minh chính đại là một điều vô cùng viển vông. Cho đến nay, khi mà Winby đã đi qua hơn 1030 chapter, Luffy cùng với bang Murom đã trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ khác nhau, chạm trán với vô số những bang hải tặc từ mạnh tới yếu, và những tình huống chơi dơ, xảo trá, gian dối không phải là một điều gì đó hiếm gặp. Thậm chí ngay cả những kẻ đại diện cho công lý tuyệt đối như Akainu cũng đã từng tâm lý chiến, khiến cho Squad lạnh lùng đâm xuyên ngực râu trắng. Hay lực lượng Cyberbolt cũng đã từng vét tranh đổ vỏ, dùng chuyện bang Murom là những kẻ đã ám sát chủ tịch Airbus ở Water 7. Thế nhưng đối lập với những định kiến trong xã hội vô luật lệ, cùng với những kẻ có gia tâm hiếm độc được tạo ra nhằm thuốc cảm xúc tiêu cực của độc giả, thì lại có những phản diện từ chối sử dụng thủ đoạn để đạt được mục đích bất chấp đối phương có thật sự công bằng với mình hay không, để rồi từ đó nhận được rất nhiều sự tôn trọng của Luffy cùng đồng đội. Điển hình cho điều đó, chúng ta có thể kể tới cựu thác vũ hải Bartholomew Kuma hay nhiều nhân vật khác. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh nấu trang trà và tìm hiểu top 10 phản diện được bang Murom tôn trọng bao gồm những ai. Đầu tiên, Charlotte Katakuri Monkey D. Luffy là cánh tay phải cũng như là người con mạnh nhất của tứ hoàng Big Mom, chủ tịch bánh nút Katakuri. Vào thời điểm Katakuri xuất hiện, 1.057.000.000 Bailey chính là mức tiền truy nã cao nhất Winby chúng ta được biết. Nhưng không phải sức mạnh hay mức tiền truy nã điều khiến các fan hâm mộ ấn tượng nhất về người đàn ông với phong cách thời trang cao bồi miền Tây nước Mỹ là tinh thần thượng võ với đối thủ, mà cụ thể là trong trận chiến hơn 10 tiếng đồng hồ với Luffy ở thế giới gương. Mình đã tấn công vào thời điểm yếu đuối nhất rồi đâm xuyên bụng hắn, mình đã gây ra một vết thương chí mạng. Katakuri cảm thấy dằn vặt, lương tâm căng rứt sau khi biết rằng cô em gái Flamby dùng ám tiễn tấn công Luffy một cách hèn hạ. Để rồi sau đó Katakuri chậm rãi xuất hiện trước mặt em gái mình, tháo khăn quàng cổ để lộ hàm răng lớn chởm, quát lớn: "Sao mày dám chọ mũi vào trận chiến giữa hai người đàn ông chứ hả?" Và cuối cùng là dùng vũ khí đã thương cơ thể để bù đắp cho những gì Luffy đã phải gánh chịu trước đó. Rõ ràng đối với Katakuri, trận chiến với Luffy không chỉ đơn thuần là giữa hai hải tặc với nhau, mà trên hết đó là trận chiến giữa hai người đàn ông, một chọi một và mọi thứ phải thật sự công bằng. Dẫu biết với tư cách của một hải tặc, Katakuri hoàn toàn không nhất thiết phải làm như vậy, mà có thể ra tay hạ sát Luffy luôn, nhưng không. Katakuri đã lựa chọn bảo vệ danh dự của mình thay vì thắng một cách hèn hạ như thế. Katakuri đã chơi quá đẹp. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà ngay trong lần đầu tiên được bình chọn, Katakuri đã xếp ở vị trí 45 trong danh sách những nhân vật được yêu thích nhất Winby lần thứ 6. Và trên hết, mặc dù là đối thủ đã từng khiến Luffy chết đi sống lại, nhưng Katakuri đã có được sự tôn trọng từ Luffy bằng một hành động cụ thể. Ngay sau khi Katakuri gục ngã, Luffy đã lấy cái mũ che đi phần miệng bị rách. Katakuri không muốn ai thấy và Luffy đã giúp Katakuri làm điều đó. Sau ác đồ bánh thì chúng ta chưa thấy Katakuri xuất hiện trở lại, nhưng tôi tin chắc rằng tư lệnh ngọt này không cần phải lấy khăn che khuôn miệng của mình như trước, mà đã tự tin hơn với nó, giống như cái cách kêu lộ tự tin khoe điều cười pha 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 của mình. Thứ hai, Okanban King và Zoro. Okanban King là kẻ sưu tâm bóc tơ truy nã cao thứ tư tại Aquanocook, và với tư cách là tộc nhân Lunaria cuối cùng còn sống khi đáng lẽ ra cái đám đó phải chết sạch rồi, King có một sức mạnh vô cùng ấn tượng với trái quỷ Zoan cổ đại và ngọn lửa trên lưng khi liên tiếp bóng hành cho Zoro. King cũng đã chứng minh bản thân là một quý ông chơi rất đẹp và công bằng khi đã dùng kiếm để chiến đấu theo đúng nguyện vọng và sở trường của Zoro. Thậm chí sau đó, khi Zoro bị ấn đột tên Buraudon khiến ba thanh kiếm rời khỏi tay, Zoro nhảy theo cứu kiếm. Khoảnh khắc đó, King hoàn toàn có thể lại bỏ Zoro một cách dễ dàng. Nhưng cũng giống như Katakuri, để Zoro rời khỏi đảo thì chẳng có gì làm bằng chứng thuyết phục cho chiến thắng. Vì thế Okanban này đã nhanh chóng xuất Zoro quay trở lại Onigashima để có thể lấy đầu đối thủ mình theo một cách đường đường chính chính. Và King cũng đã không giở trò bẩn thỉu khi không tấn công Zoro trong lúc thanh niên này bắt đầu công cuộc hồi tưởng cả gia phả người thầy Koshiro. Về phía Zoro, thấy đối thủ của mình quá phe lay, khi bị đánh bật vào trong lâu đài, liền lập tức phi thân thẳng ra ngoài để cho King có thể tận dụng tối đa khả năng bay lượn và đã hạ gục King trong điều kiện chiến đấu thoải mái nhất. Thứ ba, Shinobin Ranky. Nếu bạn là một người yêu thích Winby thì ắt hẳn cũng không còn xa lạ với Shinobin. Bạn tuổi với Ranky, 36 tuổi và cũng là đối thủ lớn nhất của Ranky tại Dressrosa. Sở hữu một đôi môi dày cộm và lúc nào xuất hiện cũng đi đôi với một chiếc nón vú màu vàng. Shinobin là một trong những chiêu hy dưới trướng Doflamingo, nên kỹ năng chiến đấu của nhân vật này cũng thuộc top cái địch mạnh của bang Murom ở Dressrosa và được tiếp đón bởi Ranky. Tuy bị đánh bại, nhưng thật sự Shinobin đã giành được rất nhiều sự tôn trọng đến từ Ranky nói riêng và cả người hâm mộ Winby nói chung. Trong trận đấu đồ vật với thợ đóng tàu của bang Murom, người đàn ông 36 tuổi này đã không né tránh bất cứ đòn tấn công nào của Ranky. Và Ranky cũng vậy, với cái lý do đưa ra là người đàn ông thật thụ sẽ không từ chối bất cứ ly rượu nào khi được người đàn ông khác mời. Thậm chí sau khi kết thúc trận solo, Ranky đã có lời mời rủ Shinobin để nhâm nhi vài chén rồi tâm sự chuyện đời với nhau vào một ngày đẹp trời nào đó. Thứ tư, Bonglai, Mitutu, Monkey D. Luffy và Sanji. Mitutu từng là một trong những thuộc hạ thân tín dưới trướng của Crocodile và đã bị Sanji đánh bại tại Alabasta. Bonglai là Okama đầu tiên xuất hiện, đồng thời cũng sở hữu khả năng chơi chân cực kỳ tốt khi đã có một trận đấu ngang ngửa với Sanji hét cước.
Trước khi bị đánh bại, Buckley cảm thấy thật sự tiếc nuối khi những người bạn mới kết thân vài ngày trước lại trở thành kẻ thù cần phải bị tiêu diệt. Mặc dù vậy, sau đó với tư cách là một Okama, Buckley trọng tình nghĩa hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Khi đã cải trang thành bang Murom để giúp những người bạn của mình trốn thoát, đó là lý do vì sao mà Mr. Tool bị đẩy tới Imperial và bị nhốt ở tầng 3. Tại đây, khi gặp lại người bạn cũ Murom trong cảnh tù đầy và được nghe câu chuyện của Luffy kể về A thì đã ngay lập tức đồng ý giúp đỡ. Cùng nhau đi xuống tầng 6 vì Buckley cũng muốn gặp một người ở dưới đó. Đến nơi, chính Buckley đã cầu xin Ivanko giúp đỡ Luffy khỏi chất độc chết người của Magellan. Để rồi sau đó, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của hai cựu thác vũ hải là Cá Sấu và Cá Mập, bọn họ đã tạo nên một cuộc vượt ngục lớn nhất trong lịch sử Imperial. Thế nhưng không có vinh quang nào lại không có hy sinh, vì cánh cổng công lý sẽ không bao giờ mở cho đám hải tặc đi qua. Buckley đã phải cải trang thành Magellan ra lệnh mở cổng và không hề cảm thấy hối hận hay một chút lo lắng cho sức khỏe của bản thân. Vì thế có thể nói rằng Luffy thành công rời khỏi Imperial là có sự góp công rất lớn của Buckley. Buckley là một trong những ân nhân lớn nhất của Luffy. Nhân vật này đã làm quá tốt vai trò của một người bạn, và một thằng bạn chí cốt vẫn tốt hơn trăm thằng bạn tốt. Không thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì hơn nữa từ Buckley. Thứ năm, Gin Sanji là cánh tay phải của Don Roy. Vào thời điểm Gin xuất hiện thì sức mạnh của nhân vật này cũng thuộc dạng khá đáng gờm, khi đã có thể chiến thắng Sanji trong một kỳ đấu tay đôi, nhưng đã không xuống tay với Sanji vì mang ơn bữa cơm cứu đói. Bên cạnh đó, Gin cũng là một người rất tôn trọng danh dự của bản thân khi được lựa chọn giữa việc giết Sanji và kháng lệnh thị trưởng của mình. Vì lòng trung thành của Gin với Don Roy cũng như sự kính trọng dành cho đối thủ, Gin đã chấp nhận sự trừng phạt dành cho mình khi đã nhường lại mặt nạ phòng độc cho Sanji để rồi bị nhiễm khí độc MH5. Sau trận chiến tại Baratie, Gin đã có một lời hẹn với Sanji rằng cả hai sẽ có ngày tái ngộ tại Ranglay. Tuy nhiên, gần 1000 chapter trôi qua kể từ thời điểm đó nhưng vẫn chưa thấy anh chàng này xuất hiện trở lại. Thứ 6, Dracula Mihawk và Roronoa Yoro. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Dracula Mihawk chính là thác vũ hải đầu tiên xuất hiện và cũng chính là đích đến ước mơ của Yoro. Hay nói cách khác thì toàn bộ thế giới quan của Yoro được hình thành sau cái chết của Kuina, điều xoay quanh việc đánh bại Mihawk lên ngôi vương. Dù là đối thủ lớn nhất nhưng đồng thời Mihawk cũng chính là sư phụ và là người mà Yoro cực kỳ tôn trọng. 2 năm trước ở Biển Đông, Yoro thách đấu Mihawk và ngay lập tức bị đánh bại. Phải nói rằng khoảng cách sức mạnh giữa hai kiếm khách này ở thời điểm đó thật sự quá lớn và gần như là không thể bị săn lấp. Mihawk không chỉ chế giễu sức mạnh của Yoro bằng việc dùng con dao nhỏ gọt trái cây, mà còn qua những lời nói khi gọi Yoro là kẻ yếu đuối. Và Mihawk nói như vậy là sau khi nhận thấy những đường kiếm của Yoro là rất hung hăng đầy sát khí. Có nghĩa dù là những lời nói mỉa mai châm biếm, nhưng là cái cách Mihawk tạo động lực thúc đẩy sức mạnh của Yoro trong tương lai. Đó là lý do vì sao Mihawk không những không giết mà còn nói những lời lẽ đầy thách thức với Yoro. Ngươi không nên chết sớm như thế đâu, hãy tự biết rõ mình và biết rõ thế giới, hãy trở thành một người hùng mạnh đi Yoro, hãy thử vượt qua ta đi Roronoa. Chính những lời đó, Mihawk đã nhận được sự tôn trọng rất lớn của Yoro. Và cũng bởi rất tôn trọng Mihawk nên Yoro đã không ngần ngại cúi gập đầu cầu xin được Mihawk chia sẻ sức mạnh ít lâu sau đó. Và nếu bạn còn nhớ thì ở Red Rosa, sau khi đến bạn người đã không lộ Pika mà lực kiếm không một vết mẻ, Yoro đã cười vui vẻ nhớ về Mihawk. Thứ 7, hổ tím Fujitora và Monkey D. Luffy. Là một đô đốc vì thế không phải nói, chúng ta cũng biết sức mạnh của Fujitora thuộc hàng quái vật trong One Piece. Thuộc tiếp người chính trực, Fujitora ghét phải nhìn thấy những điều dơ bẩn nên đã tự chọc mù đôi mắt của mình. Nhưng đó cũng chính là điều làm Fujitora hối hận nhất sau khi gặp Luffy, bởi vì đô đốc này muốn một lần được nhìn thấy khuôn mặt Luffy như thế nào. Là một con người yêu sự kháng khái, Fujitora rất ghét những kẻ cậy quyền ý thế. Vì thế ông đã có ý định dẹp bỏ hệ thống thác vũ hải đã quá cũ kỹ từ lâu. Bởi theo quan điểm của ông thì thác vũ hải là những tên hải tặc được chính quyền thế giới bảo vệ để chúng có thể thực hiện những hành vi ngoài vòng pháp luật. Và cũng giống như trường hợp của Crocodile 2 năm trước, khi biết được toàn bộ âm mưu đen tối của Doflamingo với Dressrosa, Fujitora dù rất muốn ngăn chặn nhưng cũng phải đành bỏ tay để mặc cho hắn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên đất nước này. Vì thác vũ hải thời điểm đó vẫn được coi như là một đồng minh của chính quyền thế giới, ông chỉ có thể chung tay cùng với nhóm Zoro và hy vọng về một chiến thắng của Luffy. Fujitora thật sự là một con người vì chính nghĩa. Khi bỏ qua cái danh dự của một đô đốc hay không màng đến sự mất mặt của hải quân hay của chính quyền thế giới, ông đã cúi đầu trước Buriku, xin lỗi toàn bộ người dân Dressrosa. Vì chỉ có thể trông chờ vào hải tặc dẹp yên ổn vấn nạn Doflamingo, trong khi một đô đốc như ông thì không thể làm gì hơn. Thẳng thắn là điều Luffy luôn thể hiện, và Luffy cũng thích những ai thẳng thắn như thế. Vì thế mặc dù là thiên địch bao đời nay, hải quân hải tặc, Luffy và Fujitora ở hai đầu chiến tuyến không đội trời chung, nhưng vẫn dành cho nhau những sự tôn trọng rất lớn, rất tuyệt vời. Luffy có một màn đấm đá đầy hào sảng với Fujitora, Luffy gọi tên những chiêu thức và Luffy đã xin lỗi khi nó tấn công bằng tay nhưng lại vung chân. Luffy muốn thêm điều gì với một kẻ mù có sức mạnh quái vật như Fujitora? Chắc chắn Fujitora hiểu điều Luffy muốn nói, vì thế ông đã bật cười sảng khoái và sau đó là trút đống gạch đá khổng lồ xuống kẻ thù của bang Murom như một lời chia tay ngọt ngào. Thứ 8, Aokiji và Monkey D. Luffy, Nico Robin. Aokiji là đô đốc đầu tiên xuất hiện và cũng là đô đốc để lại trong lòng người hâm mộ nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ coi Aokiji là kẻ thù của bang Murom. Dù trước đó Aokiji đã thiết đãi bộ ba quái vật một đời phở không thịt nhiều hành, còn đóng mang suýt chết cho nó cuối cùng của Ohara. Nhưng vì chiến công đánh bại Crocodile, Aokiji đã tha chết cho cả bang, và một phần là cũng vì ân huệ từ Gáp. Và Aokiji đã thể hiện mình là một người vô cùng trọng lời hứa, trọng danh dự khi đã không tấn công các thành viên khác trong bang Murom, vì đã lơ hứa sẽ chỉ đánh tay đôi với Luffy, bị Luffy gài kèo. Nói về cách sống, Kuzan có một phần rất giống với Gáp và Senroku,
là một người theo phương châm chính nghĩa hòa hoãn, không lùng giết toàn bộ hải tặc mà đặt lợi ích của những người dân vô tội lên trên hết. Đó là lý do vì sao Aokiji đã không chấp nhận phục vụ dưới trướng của một kẻ theo chính nghĩa công lý tuyệt đối như Akainu. Trong sự kiện Ohara 22 năm trước, Aokiji đã cứu sống Robin bằng cách tạo ra một con đường mang trên biển chạy thẳng vào đất liền. Thậm chí còn dặn Robin hãy sống cho thật tốt, biết quý trọng mạng sống của mình. Vì tâm nguyện của So và Aokiji đã luôn theo dõi từng bước chân của Robin sau đó. Với tất cả điều này, dù không thật sự rõ ràng, vẫn phải chiến đấu sống còn nếu cần thiết, nhưng Aokiji luôn nhận được sự tôn trọng nhất định từ Luffy và Robin, thậm chí là của cả bạn Murom. Thứ 9, bảo chúa Bartholomew Kuma và các bạn Murom. Bartholomew Kuma là nhân vật duy nhất cho tới thời điểm hiện tại đã từng đánh bại hoàn toàn bạn Murom tới tận 2 lần ở hai đảo liên tiếp, Trilobat và Sabaody. Đảo thất vua hải thứ 3 xuất hiện cùng thời điểm với Doflamingo, nhưng mãi đến cuối arc Trilobat, Kuma mới được Oda tiết lộ sức mạnh và cho biểu diễn một vài chiêu thức. Khi được chính quyền thế giới cử tới Trilobat với nhiệm vụ là dọn dẹp đống tàn dư do bạn Murom gây ra và lấy đầu thuyền trưởng Luffy. Kuma đã nhanh chóng đánh bại toàn bộ bạn Murom khi Luffy vẫn còn đang ngủ say như chết. Mặc dù bề ngoài thì đang thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng thực chất Kuma lại là lãnh đạo cấp cao của quân cách mạng. Đây cũng là lý do vì sao ông ta đã tha chết cho Luffy khi Zoro đòi đổi mạng. Và những gì Kuma thật sự làm với bạn Murom ở Trilobat chỉ là thử thách những người đồng đội của Luffy. Để rồi sau đó Kuma nhận xét rằng tìm được những người đồng đội trung thành như vậy, con trai của anh thật tuyệt vời, Dragon. Chưa dừng lại ở đó, tại quần đảo Sabaody, tay bay và gió đã đưa đẩy một đô đốc hải quân tới truy sát các bạn Murom. Vì hành động đó với mặt xanh cho lệch, một thiên long nhân nhìn rất ngứa mắt. Kizaru xuất hiện như một chiếc đồng hồ báo thức, vì sự xuất hiện của đô đốc này như để phá nát những giấc mơ còn dang dở của bạn Murom. Nhưng sự xuất hiện kịp thời của Kuma đã thành công cứu Luffy và đồng bọn bằng cách sử dụng năng lực của trái của chân thú Nikyu Nikyu no Mi, đưa tất cả tới những nơi phù hợp nhất với từng người mà Kizaru không hề hay biết. Đồng thời qua lời kể của Rangki, trước khi giao nộp mình cho chính quyền thế giới làm thí nghiệm, Kuma đã đưa ra thỏa thuận với Vegapunk thiết lập một chương trình duy nhất cho cơ thể mình, bảo vệ con tàu Thousand Sunny bằng cả tính mạng cho tới khi một người trong bang Murom quay trở lại. Thật sự bang Murom đã nợ Kuma quá nhiều thứ, một đối thủ quá tầm, một nhân cách lớn mà mỗi khi nhắc tới, các thành viên bang Murom đều dành những sự tôn trọng to lớn nhất. Thứ 10, Linh cẩu Bellamy và Monkey D. Luffy. Linh cẩu Bellamy được giới thiệu là một kẻ vô cùng lập dị, với sở thích chuyên đi tìm những hải tặc có mức tiền truy nã thấp hơn để cà khịa, cảnh khóe, gây gỗ đánh nhau và cuối cùng là giết chết những ai lọt vào tầm ngắm của hắn. Có thể nói rằng hai năm trước có thị trắng móc, Bellamy với Luffy là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Bellamy thì thực tế với thời đại, còn Luffy là một kẻ mộng mơ chính hiệu, khi tin rằng One Piece cùng với đảo trên trời Skypiea là có tồn tại. Để rồi sau đó chúng ta thấy Bellamy cười cợt chế giễu việc muốn tới đảo trên trời của Luffy ngay tại quán rượu. Và thật thú vị khi Luffy không tức tối mà cảm thấy thương hại cho hắn ta, khi chỉ im lặng chịu đòn cũng như bị si vả mà không hề đánh trả. Và cũng chính điều này đã khiến Bellamy tỏ ra rất tôn trọng Luffy trong lần gặp lại sau đó ở Dressrosa, bởi hắn ta cũng đã đặt chân tới Skypiea. Thậm chí Bellamy cũng bỏ qua luôn việc bị Luffy đấm lại cơ hàm vì dám cướp vàng công chúa đầu nhọn Cracker. Để sau đó đáp lại, Luffy cũng tôn trọng và xem Bellamy là bạn. Thậm chí Bellamy còn xin một phần vai vơ cạc của Luffy. Luffy cổ vũ cho Bellamy hạ gục Bartholomew. Sau đó Luffy còn an ủi khi thấy Bellamy thảm bại. Người khác xưa rồi Bellamy, khiến lòng kiêu hãnh của hắn ta bị sụp đổ đôi chút. Thậm chí khi Bellamy bị Doflamingo điều khiển, Luffy cũng không nỡ nào xuống tay với Bellamy, bởi không đời nào tôi có thể làm như vậy được, cậu ấy là bạn của tôi. Có thể thấy Bellamy rất giống với Ginn, đều tôn trọng đối thủ nhưng cũng rất trung thành với người mình ngưỡng mộ. Nếu Ginn chấp nhận hình phạt bắt tuân bằng việc nhiều mẹt nài phòng độc cho Sanji, thì Bellamy vì sự ngưỡng mộ Doflamingo mà đã không bỏ trốn, quyết tử với Luffy, nếu điều đó làm Doflamingo nhớ đến mình dù chỉ một chút. Đúng là ngay cả những thằng ngu thì cũng có những nguyên tắc của riêng nó, quá không sai. Từ kẻ thù, từ một kẻ hống hách đúng kiểu Luffy căm ghét, từng bị Luffy choang đấm tới tận 2 lần, nhưng sau tất cả, Bellamy đã có được sự tôn trọng, chấp nhận của Luffy. Trên đây là một nhân vật phản diện nhận được sự tôn trọng từ bang Murom cho tới lúc này. Hy vọng các bạn thích video, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.